Ây dồ, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Quảng Cáo nhỏ. Ngày hôm nay thì mình vô tình ra đây đấy anh em. Mục đích là trèo lên cây là bắt chuột cho đại bàng ăn anh em ạ. Nhưng mà vô tình thì mình ra đây thì nói chính xác cái video này là một video mèo mù với cá rán anh em nhá. Mình cũng không hiểu sao số mình lại may đến mức độ như vậy anh em ạ. Chắc là do thời tiết ngày hôm qua mưa to quá đấy anh em. Chỗ này nó hơi ồn ào một chút, anh em xem video anh em thông cảm giúp mình nhá. Thường thường thì mình vẫn ra đây bắt chuột cho chim đại bàng ăn đấy anh em. Nhưng mà hôm nay anh em ạ, mình lại phải chạy ngược về nhà lấy được cái đồ này ra anh em ơi. Đó, anh em xem này. Hôm qua nó mưa đấy, chả hiểu sao nữa, nước nó cạn, sao là cá chui trong cống anh em ạ. Hôm nay thì mình đã giải cứu cá trong cống nha anh em. Trời ơi, nó rút hết vào trong kia rồi kìa. Anh em thấy nó quẫy quẫy trong kia chưa? Kinh nhờ, anh em xem này. Để mình lấy này, mình vào mình vớt em xem nhá. Chắc trong đây hơi tối đấy, thì mình chắc phải lấy đèn cho em xem rồi. Đó, anh em xem này. Cá chê các thứ nhiều lắm anh em ạ. Được rồi, ngày hôm nay thì lấy cái đồ này ra rồi vớt cho em xem nhá. Nói chung thì không biết là có vớt được hết không nữa, nhưng mà nói chung thì nguyên một đàn cá trong đấy đấy anh em. Chả hiểu sao nó bị mắc kẹt ở trong đây anh em ạ. À, lấy cái này đi. Trời ơi, hôm nay đúng là mèo mù cá rán rồi. Tính ra đây, lấy cái này. Lấy cái này đã, rồi là mình mới chui cống được. Rồi bật điện thoại cho nó ánh sáng một tí đã. Nói chung thì đầy đủ hết anh em nhá. Bây giờ mình đánh động phát thôi là bi hết anh em xem này. Ui, chê lại. Anh em xem chưa? Nó lúc nhúc hết ở trong hang anh em nhá. Đợi một tí nữa thôi. Mình sẽ phát cặn cái ra, xong rồi đó mình bắt cho em xem. Nó bị mắc kẹt vào đấy anh em. Đường thường nó chạy theo cái đường nước này này. Là anh em xem nhá. Nó chạy tít ra góc này kìa. Đó. Như hôm qua mưa to, chả hiểu sao nữa nó dạt vào trong đây. Xong nước nó cạn xuống nó bị mắc kẹt trong đây anh em ạ. Đó. Bây giờ thì chắc là không cần bắt nó rồi. Đợi nó ngoài ra đó. Là mình chơi sống thôi anh em ạ. Đây, chặn chỗ này đi. Bọn này nó không giúp đâu. Thì có cá chê. À đâu, cá đây là toàn cá chê. Toàn chê con này. Anh em thấy nhá. Đấy, nhiều lắm. Từ từ để mình thay đổi đã xong mình mới bắt được. Là dạt đây đi. Lúc này 4 con này này. Nhiều lắm anh em ạ. Đợi mình tí nhá. Để mình thay đổi cái máy quay xong là mình chui vô đây đã. Mèo mù với cá rán là có thật anh em ạ. Chơi nha. Ok anh em. Đó, bây giờ thì vớt thôi anh em. Lại rút rồi. Nó có rễ không đây trời. Đó. Vào phát được 2 con này. Nhưng cá trên hơi bé nha anh em. Để mình vào đây bắt đã. Nói chung trong này nhiều lắm. Nó lóc là cả góc kia nữa kìa. Hay vào trong kia lùa hết ở đây nhỉ. Đúng không? Vào trong kia lùa hết ở đây thì đẹp hơn nữa. Để ra mà đi một người nữa mà người ta lùa cho mình đứng mình quay thì mình nhàn. Nói chung thì nhiều cá quá. Đấy. Rô đồng anh em này. Kinh chưa? Con rô đồng này. Ngon nha. Trời ơi. Ngon rồi. Con nữa này anh em ơi. Gạt hết trong này ra đã. Đây anh em xem này. Bọn này nó bị ngộp nước anh em. Trời ơi, không biết con trong ấy có nhiều rô đồng nữa. Nhưng mà hầu như mình toàn nhìn thấy cá chê đấy anh em ạ. Phát hiện ra 2 con rô đồng luôn nha anh em. Đợi tí nữa xong mình chui vớt ạ. Trong hơi tối tí anh em thông cảm nha. À, cống này. Bắt được không đây? Đây, gạt hết rồi đi. Nhớ, ui ui anh em ơi. Nhiều chưa? Thấy mất con rồi. Cầm vào đi. Đục quá, đục quá đi anh em ạ. Đâu rồi? Muốn thấy đây mà lắn quá rồi anh em ạ. Đây. Một tí được nhiều phết anh em ạ. Ôi ôi. Ra luôn này. Đi. Đi vào trong đây thôi anh em ơi. Nhiều lắm. Đây. Đây còn nữa này anh em ơi. Đó. Úi dồi ôi. À, đục nước là mình không nhìn thấy gì nữa luôn đấy. Chạy rồi. Đây anh em ơi. Còn nữa này. Ui. Nhiều quá nhỉ. Toàn cái bọn nó nhỏ nhỏ thôi anh em ạ. Nhưng mà hay phết.
Để mình tí mình lừa ra ngoài kia đã. Sợ bỏ sót đấy. Sót là đục nước rồi nó nặn xuống dưới không tìm được. Đấy, có vô cạn nước rồi. Ui dồi ôi. Trong đây khéo toàn cứt thôi anh em nhỉ. Anh em xem này. Kinh thật. Đầu bên kia để cạn nước, có chỗ này nó dò nước ra. Thế là đứng rồi bắt thôi. Không có đèn ấy, dùng đèn điện thoại hơi tối tí. Nó nhúc rồi. Nó thấy mình lên là nó nhúc lên tít cả đầu kia rồi anh em ạ. Anh em xem này. Chạy. Một tay mình cầm điện thoại, một tay bắt cá. Khó lắm, cá chê anh em biết đấy. Đấy, con nữa này. Ui ôi, gấu chó rồi anh em ơi. Xem còn không. Quá à, chạy này, anh em thấy chưa à. Nó nhìn thấy mình lên là nó rút vào cả đây nữa. Đỏ thế. Ui giời ơi. Nó to chưa anh em. Toàn cá chê thôi anh em ạ. Nhiều chưa này. Ghê nhờ. Cái cống này hay đấy. Con nữa chạy rồi anh em nhờ. Đó. Con này to này. Đấy. Trên đây thì mình không thấy phát hiện ra dấu hiệu gì nữa rồi. Nên mình sẽ quay lại thôi. Kể với chỗ nước này, sót mót trong quần không. Thôi bạn mình đi cũng chậm ấy. Nó cũng vẫn còn nhiều phết mà. Ui. Mấy chân rồi anh em ạ. Má à, trong này nó thối chứ anh em. Ui. Kinh nhờ. Bắt tí rồi cả đống rồi. Lửa hết rồi. Lửa vào hết đồ này. Nhưng mày còn để xót mót được ấy. Chỗ kia còn con lưỡi. Để quay lại xót mót nha. Có gì thì cũng còn. Đồ hết à. Được đống anh em này. Dã man nhỉ. Ui gãy xương. Đau lưng quá. À, ui ôi. Kiểu gì trong đây thì cũng còn nữa đấy anh em. Nhưng mà vào trong đây nó thối lắm. Nên là mình sẽ quyết định là thôi. Bây giờ người ngợm bây giờ toàn nước cứt nước đái. Thối lắm anh em ạ. À, hôm qua thì kiểu nó mưa to đấy anh em. Chỗ này nó ngập nước lên này. Thế là nó rút nước ra thì cá động lại trong đây. Bọn này thích ẩn trong cống lắm. Tí nữa tổng kết cho em xem nhá. Bây giờ đi rửa sạch đã. Bọn này mà lo trong đây đấy, mình không cứu nó ra nó cũng chết thôi anh em ạ. Như em xem này. Đó. Xong rồi bây giờ rửa sạch đã. Trời ơi cả chậu cá chứ đùa đâu. Toàn cá chê thôi anh em ạ. Thôi rửa nha chứ nó bẩn lắm. À, toàn đất này. Đây, à, đổ đây đi, cho em xem nhìn nó rõ hơn đấy. Chứ lãi trong một toàn đất đấy. À, vẫn nhảy nha, nha. Đấy. Còn con lửa đấy nhảy chỗ này, biết ngay mà. Ghê nhờ. À, bẩn quá. Đây đây. Tính là ra bắt chuột. Vô tình thì vào đây thì bắt được cái cần đấy, cái cá đấy nghe. Nói chung thì nhức bách thật sự anh em ạ. Thường thường ra câu từng câu cá rô thôi. Ai ngờ hôm nay cáo cả rô đồng nha anh em. Đó. Được hai con rô đồng, còn đâu toàn cá chê thôi. Anh em xem này. Để rửa sạch con ấy nha. Hai con rô đồng luôn anh em ạ. Ngon nhỉ. Ui giời. Anh em xem này. Ngon nha. Để cho đây đã. Nói chung được phải được cả chậu cá đấy anh em. Cho đây quay em xem nó dễ hơn đấy. Đó. Ở trong đây vẫn còn sót mót chắc khoảng tầm vài con nữa ấy. Nhưng mà do mình lười mình chả chui nữa. Làm một cái video thôi. Trong kìa, nó đang ngút nhúc kìa. Có vào bắt nốt không anh nghe. Anh em bảo có nên bắt nốt không? Hả? À, thôi vào bắt nốt tiện quay em xem nhỉ. Sợ video lại ngắn đi. Vào bắt nốt cho em xem vậy. Anh em đợi chút nha. Để mình chui trong đây đã. Hay thôi. Thôi. Mệt lắm. Vào trong đây bắt được vài con nữa. Mệt lắm. Thôi bắt thế này thôi. Nói chung bắt chơi chơi đấy anh em. Giải cứu cho em xem. À, phi vụ lại thành công rồi anh em ạ. Rô đồng nha. Đó. Đây.
rô đồng này vàng bóng luôn anh em ạ, đẹp nhờ. Nói chung anh em, ở trong đây cá rất là nhiều anh em ạ, tại vì trong Cần Thơ toàn sông với nước ấy, nên là sản lượng cá rất là nhiều luôn. Con lại ngon này anh em này, à, nhìn thích thật đấy. Bọn này giờ anh em bảo mình làm gì với nó đây? Tính là ra bắt chuột cho chim ăn. Đấy, con này to béo này. Ui giời, nó to nó béo chứ anh em. À, mình còn cái này mình kể với anh em nhá. Hôm trước thì mình nhìn thấy người ta là câu cá rô với cá trê ở trong cống anh em ạ. Hôm nào thì mình quay em xem. Hôm ấy mình kiểu là mình vội quá mình chả quay. Bên mình cũng không đi săn nên là không câu được. Đấy, to chưa? 2, ui 3, 4 rồi. Nhiều phết đấy. Nó lại tính ra cả cân cá chứ, nhưng mà cá nó nhỏ thôi anh em. Đó. Thích nhờ. Cá rổ luôn đấy. Bắn quá, toàn bùn đấy. Mà trong cái cống này toàn phân thôi. Ấy. Thuê thật, đi rửa lại cái tay đã. Đù má. Bây giờ nó ngoi ra anh em ơi. Từ từ anh em đợi chút nhá, con này bé bé rồi. Đấy, tính là thôi bắt lại rồi, tại vì nó trong kia đấy. Bây giờ bắt đầu ngoi ra này. Mất rồi. Ngoài thoát ra được. Đợi tí rồi ngoài hết ra đây đi anh em. Vừa giờ thấy sụp 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 cái này cơ. Từ từ, cho này vào đây đã. Phê nhỉ. Toàn cái loại mili thôi. Đấy, cả đàn cá luôn nha anh em. Nhiều nhỉ. Thôi, giờ chết tay đã. Ngon rồi. Thật sự với tất cả anh em, hôm đi câu cá mà được cái này anh em nhỉ, thì nó thích đúng không? Nhưng mà có những hôm đi câu rất là món anh em ạ. Cái này mình chỉ vô tình thôi anh em. Ngày hôm nay thì mình đã giải cứu thành công cái ổ cá mà bị mắc kẹt trong cống rồi anh em nhá. Còn nó làm cái gì thì chốc nữa mình sẽ mang ra sông mình thả anh em ạ. Anh em tin được thì tin, không tin được thì thôi. Ok anh em, về vai. Thì bắt đầu mình nhúc nhúc vào anh em nhá. Tưởng là cái con gì, ai ngờ cá chạy vội về nhà lấy được hai cái, lấy được cái này với lại cái kia, là chạy đây vòng nữa. Đó, tính ra bắt chuột. Nhưng mà hôm nay là một video mèo mù với cá đá là có thật anh em ạ. Đó, chỗ kia thì hôm trước là mình quay cho xem là người ta chặn cả đầu cống rồi, người ta bẫy cá. Nhưng mà không hiểu sao nó lại sót mót ở góc này. Đó là nó trà giạt trong đây. Hôm nay thì nước nó rút thì nó cạn động ở trong đây anh em nhá. Mình nghĩ là trong đây vẫn còn rất là nhiều. Mỗi một trận mưa ấy thì nó sẽ nước nó sẽ dồn từ trên đây dồn xuống, sẽ ngập cả cái chỗ này luôn. Ở trong Cần Thơ thì mọi người biết rồi đấy. Nên là nước nó cạn xuống thì lại lên cá nha anh em. Ở trong đây thì hôm nào thì mình sẽ đi quay bắt cá trên bờ cho em xem nha. Đó. Nhiều loại cá lắm. Thôi rồi, hôm nay thì như vậy đã. Nói chung thì hơi lệch chủ đề một chút nhưng mà thôi, đăng tạm em xem cái video này vậy. Cũng muốn trải nghiệm em xem là chính anh em. Tính là cầm xô ra nhưng mà thôi, chặn hai cái kia cho gọn anh em, để cốp được đấy. Thôi cho đây đi, hợp lý nhỉ. Úi giời, anh em xem này, đẹp chưa, ngon chó rồi. Nhiều lắm. Bây giờ rửa lại hai cái này đã rồi mới vào được cơ. Đó, được nguyên một đống cá nha anh em. Tí nữa mình sẽ mang sông mình thả anh em ạ. Ok chưa, nhật vài chưa anh em. Như mình đã nói đấy, ở trong Cần Thơ thì đa số người ta đam mê đi câu cá hơn là làm những việc khác anh em ạ. Anh em cứ đi tới đâu ấy, khoảng tầm 5-6 bước thì lại gặp mấy người đi câu đấy anh em. Ra đây gặp chú thì bẫy chuột anh em ơi. Thảo lào, mẹ trên cây lắm, chuột lắm. Người ta mang bẫy anh em. Người ta bẫy xong người ta bán ấy. Ở trong đây người ta hay ăn chuột nữa. Thôi rồi, bây giờ thành công rồi đi về thôi anh em. Đó, chạy về nhà có lợi phết đấy chứ anh em. Quay video vèo cái xong. Chứ bình thường ấy, anh em xem video của mình ấy là khoảng tầm 3 đến 4 tiếng mới xong một video. Có thể là tầm 5-6 tiếng nữa, có thể phun nguyên một ngày mới xong một cái video. Ngày hôm nay ra đây khoảng tầm 10 phút thôi, bắt được một đống cá luôn anh em ạ. Sợ thật nha. Đó, chìa khóa xe mình còn không thèm rút đây là anh em biết nha. Đó, nhận thật anh em ạ. Ok, đơn giản. Một video đơn giản quá anh em nhỉ. Hôm nay nói chung thì nhàn anh em ạ. Chứ bình thường quay video của mình ấy cực lắm. Hôm nay nhàn mỗi phát xong luôn. Cầm nước ra chưa kịp uống anh em này. Đã kết thúc video rồi. Thôi bây giờ té về đã. Wow, ngon. Thôi đi thôi. Ừ, video này nhàn quá. Anh em xem biết nó nhạt thì anh em bảo mình nha. Nói chung thì mình cũng may mắn thì mình tìm được cá này đấy. Nếu các bạn là cảm thấy video là hay, nhớ bấm cái kênh ủng hộ cho Hậu Cáo nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Hậu Cáo. Chào tất cả các bạn, bye bye. Bấm cái kênh ủng hộ mình nha. Yeah, hôm nay nhàn quá, được nghỉ ngơi rồi.